Chúng ta vỗ tay cho đạo diễn Trấn Thành ạ. Trấn Thành xin chào quý vị, chào anh Linh, chào anh Tùng với anh Đàm. Sao giọng dễ thương vậy? Nói giọng bình thường đấy. Dạ. Giọng hổ báo thôi. Dạ không, em thích riêng tư chút xíu cho nên em nói giọng nhỏ thôi. Em cần sự riêng tư với ấy. Em cần sự riêng tư một chút. Xin lỗi anh. Thưa quý vị, Thành ngồi bên dưới từ nãy giờ Thành có rất là nhiều cảm xúc. Thì trước tiên là Thành phải nói rằng như thế này nè, là quý vị thấy anh Quang Linh anh lên anh nói là rất là sợ lâu cho nên anh kể một câu chuyện lâu lâu lắm. Dạ. Dạ vâng. Thì em cũng lên em rút kinh nghiệm cho nên em phải ngắn gọn hơn lên một chút. Và thí dụ lỡ em có bị sai đường em lâu thì quý vị cũng bỏ qua, đó là cái nết của những người nói nhiều. Vâng. Thưa quý vị, hồi nãy Thanh ngồi bên dưới, Thanh suy nghĩ từ lúc mình bước vào rồi mình nhìn cái dàn đồ á, cái dàn đồ mà anh Linh anh Hưng anh treo á, mình ngồi mình suy nghĩ nó bây giờ nói thật sự nha, có đẻ ra 10 kiếp nữa Trấn Thành cũng không thể nào mà chịu khó như anh Hưng là đồ đạc mà để như Maracanh như thế này. Mà nói thiệt quý vị, nó là một cái viện bảo tàng quý vị. Nó đủ đẹp và nó đủ chỉnh chu để nó có thể làm một cái viện bảo tàng về thời trang, về trang phục của một nghệ sĩ thật sự luôn. Và không ai có thể mà chịu khó để mà quý vị để một cái bộ đồ nó quá trời phụ kiện mà ảnh làm được như vậy. Rồi quý vị thấy mở màn người ta chỉ ra tung của cái đầm thôi và đi thay đồ. À cái khăn choàng, xin lỗi anh chị, nó hơi rộng. Và vâng, đó là cái khăn choàng có xoay, anh có xoay cái có xoay cái câu hậu có chỉ quay. Có một cái, đúng rồi, chỉ có một cái tung thôi, Dương Quý Phi thôi, như thế này thôi mà vào đó thay ngay bộ đồ liền. Có nghĩa là mình thấy là cái độ đầu tư của anh Hưng. Anh Hưng là cái người nghệ sĩ mà chịu khó thay đồ nhất Việt Nam luôn. Thật sự. Ngày xưa là em chỉ đối với em là thay đồ mà bậc nhất á, em gọi là sư phụ là chỉ có Thanh Bạch thôi. Bây giờ em nhìn em để ý là em biết với anh Hưng là cũng là 1910 với anh Bạch luôn á, là hai người này đấu với nhau được á. Thì em nói thiệt với quý vị là có những điều em nhìn với em nói là chưa chắc mình làm được. Không bao giờ mình làm được những điều mà Đàm Vĩnh Hưng đang làm á bây giờ. Cái sự chịu khó, cái sự chi tiết trong cuộc sống của ảnh. Quý vị thấy mỗi một quý vị đang ngồi ở đây, chưa chắc em làm phim em mời được ngần này người đến đây. Em nói thiệt, em họp báo thì em chỉ mời vài người gọi là chủ chốt trong cuộc sống của em thôi. Sau khi công bố dự án phim thì mình mới mời đông. Còn quý vị thấy cái cách ảnh mời quý vị đến đây trang trọng như thế này, từng người từ Đà Nẵng rồi Hà Nội rồi Mỹ. Có nghĩa là cái người này người ta sống nó tinh tế và nó chi tiết đến mức độ mà mình nghĩ rằng là mình đúng là giờ đang ngồi bên dưới hỏi câu y chang như Linh là cái phim này làm cái gì về cuộc đời ổng. Tại vì cuộc đời của ổng có quá nhiều thứ trên đời để kể. Cái gì ổng cũng trải qua một cách rất là lập dị. Quý vị biết là Đàm Vĩnh Hưng là một người sống không bình thường, cho nên bây giờ rất không bình thường. Chúng tôi đều như thế thưa quý vị. Những người nghệ sĩ đã đứng như thế này, em cũng may mắn em nổi tiếng được hơn một thập kỷ rồi. Thì anh Hưng thì em thấy anh quan sát là ảnh là một trong những người giữ được phong độ của anh lâu bậc nhất cái showbiz Việt. Hơn 2 thập kỷ anh nhỉ? Gần 3 thập kỷ nổi tiếng. Quý vị biết nổi tiếng được đã là khó, mà nổi tiếng liên tục trong hơn 20 thập kỷ. Bây giờ nói thẳng là Đàm Vĩnh Hưng là người đã nổi tiếng 1/4 thế kỷ. Không sai. Không sai. Mình kể cái gì trong cuộc đời của một người đang nổi tiếng hơn 1/4 thế kỷ. Cái phim này là phim về lịch sử. Chúng ta sẽ thấy được lịch sử của âm nhạc Việt Nam trải qua các giai đoạn. Em chỉ hỏi anh một câu thôi. Em cũng lại giống anh Linh. Xin lỗi trước nếu em có mạo phạm. Rồi chưa vô câu chuyện luôn. Tại vì em là một cái người sống cũng thật. Em không bao giờ giả dối. Em nói thiệt anh là nếu em có thương anh lắm, quý nó lắm, nếu như em lên em không có cảm xúc thì em sẽ không nói gì hết. Em sẽ nói những câu rất là dễ thương rồi đi xuống. Nhưng em nói nhiều là có nghĩa là em có cảm xúc, là vì em muốn thật sự muốn chia sẻ với anh.